Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại cùng đến với một chuyện ngắn cũng của tác giả Hoàng Hữu Các. Nhát dao Găm ở Dresden. Một nạn nhân không báo cảnh sát. Giờ thì hắn nằm đấy, trên giường tôi. Cái trán ương bướng nhô cao hơn thường ngày, cặp mắt đen to ánh lên những tia lửa hung tợn hơi thở nặng nhọc, mỗi nhịp thở dội rung cả lồng ngực. Rắc máu trên tấm ga trắng muốt, ấy là máu từ những vết thương của hắn rỉ ra. Giá như trong căn phòng này có ba người, nghĩa là ngoài tôi ra còn có một người khác có thể chăm sóc cho hắn, lấy nước cho hắn, gọi bác sĩ và khi cần có thể ghé sát vào miệng hắn để lắng nghe những tiếng thì thầm cuối cùng. Giá như thế thì tôi sẽ đi ngay tức khắc với một con dao găm và đòi lại bằng được cho hắn 30.000 đêm mát. Chắc chắn giờ này bọn chúng chưa ra khỏi nước Đức và vẫn quanh quẩn đâu đó ở Dresden này. Thường sau một vụ cướp, bọn cướp không dám tháo chạy ngay vì sợ người bị cướp báo cảnh sát và sẽ bị chặn bắt ở bất cứ nơi nào, lúc nào. Chúng sẽ rút vào một xó nào đấy, nhậu nhẹt, nhảy nhót, vụt mặt vào những bộ ngực núng nính nhưng giờ tôi còn phải chờ bác sĩ và làm theo lệnh của ông ta. Còn hắn thì nằm bên cái cằm bên trái bị đá vỡ đang tấy đỏ lên, sưng vù làm khuôn mặt hắn biến dạng đến phát khiếp. Bây giờ tôi chỉ còn một cứu cánh là gọi điện, báo cảnh sát về vụ cướp này. Nước Đức có một nguồn máy cảnh sát đầy hiệu lực và có thể tin cậy được. Xong, Lương, cái thằng đang nằm trên giường tôi ấy đã đâm tên trùm cướp một nhát dao găm. Chẳng biết giờ này tên kia còn sống hay đã chết ngoèo, nên tôi không thể báo cảnh sát được. Nếu hắn chết, thì Lương sẽ phải ngồi tù nếu tôi báo cảnh sát. Nghĩa là lúc này, cả bọn cướp và người bị cướp đều không muốn giáp mặt cảnh sát. Nghĩa là Lương đành chấp nhận trắng tay. Một nhát dao đánh đổi 32.000 đêm mát. Cái giá đắt khủng khiếp. Chúng tôi sống xa tổ quốc, không phải dân di tản mà là công nhân lao động hợp tác. Đồng tiền kiếm ở xứ người trộn rất nhiều mồ hôi, máu và tội nhục. Chào ơi, sao lúc này tôi lại nhớ nhà đến thế? Nếu bây giờ tôi đi ra phố, được gặp toàn người Việt Nam, thì đấy là một hạnh phúc vô bờ. Còn giờ đây, nếu tôi đi ra phố, sẽ là một sự mạo hiểm. Quanh tôi sẽ chỉ là những ánh mắt xa lạ, bí hiểm. Sau mấy lần bị bọn đầu trọc tấn công, bây giờ người việt nam không dám ra đường vào ban đêm nữa hết giờ làm việc ở công xưởng chúng tôi về nhà mình với bàn trà với tivi máy thu thanh và cỗ bài tú lơ khơ ấy là tổ quốc của chúng tôi chật chội bức bối và cô đơn khủng khiếp lương bị bao nhiêu vết thương tôi chưa thể đếm được hai bàn tay hắn chằng chịt những vết dao trượt nhìn những vết trượt thành rãnh ấy tôi biết bọn ba lan đã đâm hắn bao nhiêu nhát Cuộc chiến đấu sinh tử hiện lên trước mắt tôi, rõ như xem phim trường. Sáu tầng ba lan to béo như con bò tót, quay cả bốn mặt và lương của tôi đứng giữa. Những nhát dao găm nhắm vào mặt, vào ngược lương đâm tới. Lực chống đỡ, tránh, gạt bằng cả hai tay và hai chân. Cho tới khi cùng đường phải ném cả cục giấy bạc vào mặt chúng. Những tờ đêm mát bay lả à tả như lá trong bão, những tên cướp bồ lấy bơ nhặt, nhét đầy túi chính lúc ấy lương đã rút con dao găm giấu trong bít tất ra và lao vào tên cầm đầu nó nhảy dựng lên la hét vùng chạy ngã lại lồm cồm bò dậy chạy máu xối đẫm lưng áo bò nếu nó chết thì đó là lần đầu tiên lương can tội giết người nếu nó may mắn thoát chết thì đấy cũng là lần đầu tiên bàn tay lương dính máu lương chưa bao giờ là một người ác bố mẹ hắn nghèo hàng ngày hắn cùng đứa em trai sục sạo khắp các ao hồ ở ngoại thành hà nội câu lươn để đỡ đần mẹ và kiếm tiền ăn học hắn hứa là mỗi ngày sẽ đưa cho mẹ bốn đồng bà mẹ nhìn thằng con trai ngạc nhiên và ngờ vực bốn đồng số tiền ấy mua được mười cân gạo sao con bà lại có thể kiếm được số tiền lớn đến thế thế mà thằng lương con bà kiếm được mỗi ngày bốn đồng thật cái lỗ lươn ở bờ ao, bờ ruộng trông chẳng khác gì lỗ rắn. Cũng tròn thế, cũng nhỏ thế, và trông cũng lạnh lẽo thế. Để biết trong lỗ là lươn hay rắn, chỉ là cảm giác ở đầu ngón tay khi thò vào miệng hang. Để có được cái cảm giác ấy, phải bị đứt tay biết bao nhiêu lần bởi mảnh sành, mảnh chai, và đôi khi cả rắn cắn. Đầu ngón tay của lương nhằn nhịt những vết dẹo. Lần đầu cầm mấy đồng bạc của con, Bà mẹ nghèo rơm rơm nước mắt vì mừng, vì xót xa. Mừng vì bà thấy con trai sớm khôn, biết thương bố mẹ. Xót xa vì cảnh nhà nghèo, con một tí tuổi đầu đã phải lo kiếm sống. Trong giọt nước mắt hiếm hoi của bà mẹ già, chất chứa bao nỗi niềm. 2. Kiếm sống Ai cũng phải kiếm sống, và mỗi người có một cách kiếm sống riêng những con cá con lươn nuôi lương qua ngày qua năm. Con nhà giàu xị mặt xuống, bỏ bát đũa khi thấy mâm cơm không có thịt. Còn con nhà nghèo thì giật thót mình mỗi khi nghe tiếng ống bơ nạo sồn sột dưới đáy thùng gạo. Lương đã từng hơn một lần phải nghe cái âm thanh ấy. Sột, cứ như miệng cái ống sắt nạo tận đáy tâm can mình. Và Lương quyết bươn bả đi kiếm tiền, đều đặn mỗi ngày, có cho mẹ bốn đồng. Hôm nào kiếm được 6 đồng thì bớt lại 2 đồng dành cho hôm sau hoặc những ngày mưa to gió lớn không đi bắt lươn được. Và lương học hết phổ thông thì vào đại học kinh tế kế hoạch. Có một thời rất nhiều năm, thanh niên cả nước có một cách kiếm sống là vào đại học. Sinh viên đại học được nhà nước nuôi, ra trường có việc làm. Hình như mục tiêu tuyệt vời nhất của lớp trẻ hồi ấy là đi học để sau làm cán bộ xong lương biết mình nhầm ngay sau khi vừa tốt nghiệp con nhà nghèo dù có học giỏi cũng không dễ kiếm được việc làm và nếu có kiếm được thì cũng vẫn nghèo thôi không mơ làm cán bộ nữa lương chọn một hướng sống khác đi buôn mới đầu lương chỉ mới dám buôn bán cò con thôi thuốc lá và hàng nhựa tuần trước giải hàng tuần sau nhặt tiền và lại giải tiếp không có nghề nào nhiều bất chắc như nghề buôn vì thế nên phải buôn có bạn bán có vườn ngoài bạn làm ăn lương còn cần có bạn đời số phận đã dành cho lương một ân huệ lớn bạn đời của lương là một cô gái hiền thục đoan trang và can đảm gia đình là cái góc nhỏ không có ngoài xã hội như cái tổ chim không có giữa bầu trời vì bầu trời nhiều dông bão nên cái tổ phải yên ấm cái tổ của lương là vậy dù đời có sóng gió đến đâu thì trên gương mặt Hà, vợ Lương cũng không gợn sóng. Không một cách cau mày, không tiếng thở dài. Dù cơm có dưa muối, cô vẫn đón chồng bằng nụ cười trên môi và những tia lửa ấm trong đáy mắt. Bạn buôn của Lương vỡ nợ, kéo theo cả món nợ cách xù của Lương, thì Hà cắm cúi đan len, góp tiền cho chồng trả nợ lãi. Khi nhà hết tiền, thì Hà đi vay bạn bè để chi dùng, Xong không thể sống mãi như thế được, vợ chồng Lương quyết định đi lao động hợp tác với Cộng hòa Dân Chủ Đức. Nước Đức, những năm cuối của thập kỷ 80, bức bối và náo động. Công nhân đỉnh công, sinh viên biểu tình, bức tường Berlin bị đạp đổ, giữa những người Đức không còn biên giới nữa. Ấy là bối cảnh thuận lợi cho nghề buôn. Mỗi ngày chạy chợ, vợ chồng Lương kiếm được dăm chục đêm mát. Khi gặp mối lớn, số lãi tăng 3-4 lần. Sau một năm, đồ yên ứng ấy đã tích cóp được một số vốn liếng. Không lớn lắm, xong cũng đủ tạo dựng một cơ nghiệp. Nhưng rồi lương lại trắng tay. Một anh bạn đột xin theo lương học nghề buôn. Khi gặp cảnh sát, đã vứt cả bao hàng chạy thoát thân. Lương về nhà, mặt bạc như tờ giấy. Hà nhìn dáng điệu phờ phạc của chồng, biết ngay có tai họa. Cô nắm chặt tay chồng. Thôi, em không mất anh là được rồi. Một câu ấy đủ xóa sạch mọi sóng gió trong tâm can lương. Cũng một câu ấy đủ để lương bật dậy, gạt mọi rủi ro về phía sau để tiếp tục phấn đấu. Rồi lương lại có tiền, hơi nhiều là đằng khác, những 32.000 đêm mát. Buổi sáng ấy, lương ra đi rồi lại quay về. Hắn không yên tâm lắm về 32.000 đêm mát đang để trong túi. Hắn mở khóa, rút tập tiền, đút sâu vào túi NATO gai thêm một con dao găm nữa và bít tất bên chân phải. Đường phố Dresden người, xe, ào ạt như lũ ngàn. Lương chưa kịp vẫy taxi thì một chiếc lát đã lao tới. Đỗ xịch ngay cạnh. Có phải mày cần cigarette? Đúng vậy. Mày có loại gì? Số lượng. Ra kia, xem hàng rồi bàn. Ok. Lương lướt nhanh ba tầng ba lan ngồi trong xe. Ba cặp mắt sắc lạnh như cục thủy tinh. non vừa gian, vừa ác xong lương mỉm cười bước lên xe ba con số ấy đối với lương hơi ít ỏi để tồn tại lương đã từng tay bo chống lại với bốn năm thậm chí phải đọ sáu bảy còn đây chúng chỉ có ba xe lướt nhanh ra ngoài ô dresden phố xá lùi dần về phía sau bỗng chiếc lát đa chạy chậm lại và một chiếc Lada đa nữa ập tới cùng ba thằng ba lan khác và cuộc chiến đấu sinh tử đã nổ ra sáu tên cướp xông vào lương như những con hổ đói những cú đá trời giáng vô số những nhát dao găm bổ về phía lương lương chống đỡ đến cùng ý nghĩ duy nhất của lương lúc ấy là sống phải sống khi một bên quay hàm đã bị đá vỡ hai cánh tay bị thương không gạt đỡ được một cách linh hoạt nữa lương vẫn còn đồ tỉnh táo để ném cả cục tiền về phía chúng trong khi bọn chúng đang mải vơ nhặt những tờ đêm mát vương vãi trên mặt đất thì lương rút con dao găm dưới bít tất ra, dốc toàn lực lao vào thằng cầm đầu. Chẳng biết bằng cách nào mà lương mò về nhà tôi được. Khạc ra không biết bao nhiêu làm máu trước khi nằm vật xuống giường. Tôi không sợ hãi. Với chúng tôi, những việc như thế diễn ra thường xuyên. Tôi chỉ thương Hà. Hà đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Liệu có vượt qua được cái đoạn này không? Ba, muôn nghìn cách làm giàu cho ta một cốc sữa. Lương nói và đưa tay bưng chặt lấy bên quay hàm bị đá vỡ sưng vồ lên, trông vênh váo đến phát khiếp. Tôi mừng rỡ vì cái câu đòi ăn ấy, nghĩa là tình hình cũng không đến nỗi nào và hắn có thể vượt qua được, và nếu như thế thì Hà cũng vượt qua được. Cái cặp uyên ương ấy, nếu tách riêng ra, thì mỏng như cánh chuồn, còn nếu đứng bên nhau thì dù đời có rông bão đến mấy, chúng vẫn tồn tại. Hà vừa khôn vừa ngoan, sức mạnh lớn của Hà ấy là sự dịu dàng, đôi mắt trong ngần ấy, cùng những tia lửa ấm áp từ bên trong, có thể ngay tức khắc lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn người con trai. Lương mạnh mẽ, quyết đoán và thông minh. Cả đôi, bên nọ có những phẩm chất mà bên kia không có, người nọ bổ sung cho người kia, tạo nên sức mạnh tổng hợp. Nước Đức thống nhất, thời gian của chúng tôi ở bên Đức đang nhanh chóng rút ngắn lại. Tôi và Lương thèm khát trả thù không phải chúng tôi khát máu, cũng không phải chúng tôi cay cú vì 32.000 đêm mát. Tiền bạc với chúng tôi không lớn đến mức ấy. Cái làm chúng tôi sục sôi ý chí trả thù là việc bị ăn hiếp, bị xem thường. Dân tộc ta có câu, một sự nhịn, chín sự lành. Nhưng chúng tôi đang sống ở nước ngoài. Nếu chúng tôi nhịn một bước, lập tức chúng tôi sẽ bị dí xuống sát đất. Còn dồn xéo nắm cũng quằn. Ai xem thường, ai khinh khi chúng tôi kẻ ấy sẽ phải trả giá. Dao găm được mài rũa kỹ càng, ý chí luôn sôi sục. Những điều đó khiến Hà hoàng sợ. Hà không ngăn cản chúng tôi. song nhìn ánh mắt run rẩy của em, tôi biết em lo lắng theo từng bước chân, mỗi cử chỉ của tôi và Lương. Kẻ thù của chúng tôi vẫn cố tình lánh mặt. Có lẽ nhát dao găm của Lương ở Dresden cũng dạy chúng nhiều điều. Và ngày về nước của chúng tôi đã chính thức được ấn định. Chúng tôi lao vào những công việc khẩn thiết hơn, lĩnh tiền đền bù, mua sắm những thứ có thể mua được, theo dõi lịch bay và gọi điện về nước. Chúng tôi ở Đức về, mỗi đứa mang thêm một ít ngoại tệ và một ít hàng hóa. Gần như không đứa nào kiếm được việc làm trên quê nhà. Việc trở lại biên chế nhà nước đối với chúng tôi là một giấc mơ điên rồ. Chúng tôi phải tự tạo ra việc làm cho mình. Đứa dầm bốn và khôn ngoan thì kinh doanh địa ốc đứa chán đời và điên rồ thì ném cả hàng chục triệu vào số đề đứa ngông cuồng và bạt mạng thì mở quán bia ôm để lúc nào cũng chờ được vào nhà đá còn lương hắn cùng một nhóm bạn bè mở một tổ hợp làm sách đã hết thời hoàng kim của những cuốn sách lợm mùi tình ái và tanh máu giang hồ sau những cơn choáng ban đầu khi chuyển sang cơ chế thị trường người đọc đã biết sống thiết thực hơn những cuốn sách dạy cách làm giàu dạy mở doanh nghiệp trở nên đắt giá bàn của Lương lúc nào cũng vừa bộn bàn thảo. Tôi biết cuốn sách này sau khi được tin ông chủ hãng Honda tuyên bố với báo chí rằng sau khi ông qua đời, hãng Honda không còn thuộc quyền của con trai ông mà là của hội đồng quản trị. Ông nói, hãng Honda bây giờ không còn là tài sản riêng của gia đình tôi nữa. Nó là niềm tự hào của nước Nhật, là niềm tự hào của hàng triệu con người. Vì thế người kế vị tôi phải thật xứng đáng với uy tín lớn lao mà hãng Honda đã giành được. Người ra tuyên bố trên Cách đây 50 năm hãy còn là một người thợ sửa chữa xe đạp lầm lũi trên hè phố Tokyo. Lúc đó nước Nhật vừa bại trận, đạo quân quan đông vừa bị đánh tan tác ở mãn châu Lý. Từ khát vọng làm bá chủ châu Á, nước Nhật trở thành kẻ chiến bại và phải bồi thường chiến tranh. Người chiến thắng ngẩng cao đầu, tự hào, gặm nhấm chiến công của mình. Kẻ chiến bại thì nhìn thẳng vào sự nhục nhã để tìm một lối đi. Người thợ chữa xe đạp bên hè phố Tokyo kia cũng vậy ông cắm cúi lao động nhặt từng xu để sống và mơ ước có một chiếc xe hai bánh không phải đạp bằng chân và chính ông đã trở thành ông chủ hãng honda một trong số một trăm công ty giàu có nhất hành tinh tôi vớ những tập bàn thảo trên bàn lương đọc ngấu nghiến hết tập này đến tập khác một chú bé nhạt phân trở thành tỷ phú đứa đầy tớ rửa bát quét nhà trở thành chủ khách sạn năm sao cô hậu phòng trở thành bà chủ công ty du lịch vân vân và vân vân những trang sách đánh thức khát khao làm giàu và chỉ cách làm giàu sách của lương in bao nhiêu bán hết bấy nhiêu không ít cuốn phải in thêm nhiều lần và lãi suất không nhỏ ấy là những đồng lãi sạch sẽ thơm tho bây giờ vợ chồng lương đã có một ngôi nhà khang trang đầy đủ tiện nghi hóa ra không nhất thiết phải ra nước ngoài mới làm giàu được một buổi sáng lương phàn nàn với tôi bà xã nhà mình hôm qua hơi buồn vì thằng con biếng ăn chưa hôm nào không nhét được vào mồm thằng con hai bát bột là cô ấy cao có thế đấy cả đời phàn nàn của lương bây giờ nghe cũng ngọt lừ ấy là khi hắn đã tự tạo được một đời sống vật chất khá giả rồi lương say xưa kể với tôi chuyện làm sách hóa ra cuốn sách nhìn đơn giản thế mà để có được cũng tốn không ít tâm sức săn bàn thảo biên tập xin cấp giấy phép tổ chức in và tiếp thị phát hành cả một núi công việc trước khi một cuốn sách ra đời cuốn này chưa kịp in xong trong đầu lương đã có ý đồ cho một cuốn khác bộ óc vốn rất năng động của hắn lúc nào cũng đầy những dự định những ý đồ kinh doanh Sao không phải chỉ vì tiền những gì lương học được ở nhà trường ngoài xã hội giờ đây trở nên có ích có ý nghĩa nhìn cách lương nâng niu những quyển sách mới ra đời tôi hiểu lao động đối với hắn là niềm vui khôn tả hết mời quý vị cùng các bạn theo dõi chuyện ngắn thứ hai cô gái nhà quê cứu một ông vua một hoàng hậu cua đồng người con gái khả kính ấy tên là the cái tên nghe đã quê rồi quê một cục vậy mà the cứ là hoàng hậu vì bạn bè ai cũng gọi mạnh chồng the là ông vua ao bao nhiêu ao lớn ao nhỏ ở xó xịch nào trong thành phố này mạnh đều biết hết anh tự vẽ cả một tấm bản đồ về ao trong đó ghi tỉ mỉ diện tích đường vào và độ nông sâu của từng cái ao một. Ngoài tấm bản đồ nói trên, Mạnh còn có cả một mạng lưới thông tin cực kỳ nhạy bén về ao. Ai bán ao và bán bao nhiêu, Mạnh là người biết sớm nhất. Có lẽ không gì khó khăn bằng việc mua bán bất động sản ở Hà Nội. Bởi người đề ra mỗi ngày mỗi nhiều, mà đất thì chẳng đẻ thêm tất nào. Một cái ao bán có hàng chục hàng trăm người mua, Mỗi người đi một cờ riêng, cạnh tranh bằng trăm nghìn phương thức khác nhau. Xong hầu hết các cuộc tranh mua ấy, mạnh đều thắng. Mua ao, san lấp, xây nhà, rồi bán. Đấy là một chuỗi công việc đẻ ra tiền, rất nhiều tiền. Làm nghề này hẳn là giàu. Tất nhiên, chả thế mà mới hơn ba chục tuổi đầu, mạnh đã thành vua. Người ta bảo con bồ côi cha thường sớm khôn. Mạnh mất bố từ lúc nhỏ và phải kiếm sống ngay từ bồi còn cấp sách đến trường làng. Trường đời đã rời anh sớm nên người. Thật bỏ công bà thoại tức mẹ mạnh đứng vậy nuôi con từ khi hóa chồng cho tới bây giờ. Bà thật không ngờ đời bà lại có lúc sung sướng như thế này. Quả là rời có mắt, bà không chỉ hài lòng có mỗi một điều con dâu bà không xứng đôi vừa lứa với cậu con trai của bà. Ngày mạnh lấy vợ, cả phố ai cũng xì sầm bàn tán, chê ỏng, chê eo cô dâu. Ngay trong tiệc cưới, có kẻ dỗi hơi còn lên thách chàng rề một vế đối như sau. Ông vua ao, đi tát đầm, chép không, quà không, dô không, giết không, tôm không, tép không, vỡ mỗi cua đồng hai càng tám càng. Từ đấy, người ta gọi the là hoàng hậu cua đồng. Một lần, bà mẹ đẻ của The gửi biếu bà thông ra trên phố năm quả cà tiến, năm quả cà màu hổ phách trong như thạch được bọc cẩn thận trong giấy bản. Xưa dân làng của The hàng năm thường dâng vua loại cà này nên gọi là cà tiến. Cà bát bánh tẻ, loại to tròn, dày cùi, ít hạt và không một nốt sâu độc, ông châm mới làm cà tiến được mợ ạ. The say xưa kể với mẹ chồng Cà hãy về không rửa, mà dùng giấy bản lau sạch đi, mang phơi ba nắng cho héo rồi ngâm vào chung tương ba ngày ba đêm. Sang ngày thứ tư vớt cà ra, dùng giấy bản lau khô, lại phơi ba nắng cho héo, mà để lại vào một chung tương khác. Ngâm ba ngày ba đêm, rồi lại vớt ra, lau sạch, phơi héo, lại ngâm tiếp vào một chung tương khác. Cứ như thế qua năm ngâm năm phơi, mất nửa tháng rời và năm chung tương thì mới được một mẻ cà tiến bà thoại nhọn mỏ vút quét trầu và xì một tiếng rõ to đúng là cái trò dớ dần của dân cô độc đã làm vua ai còn ăn cả mối mà vẽ vời rách việc câu nói của bà mẹ chồng thừa tiền mà thiếu học khiến the ứa nước mắt cô tuổi thân mình tuổi phận mình tuổi thêm cho cả mẹ cô ở làng quê hai khi vua thất thế con vua thì lại làm vua con sãi ở chùa thì quét lá ra. Bao giờ dân nổi can qua, con vua thất thế lại ra quét chùa. Ca dao Việt Nam từng có bốn câu như vậy. Nó không chỉ nói về đẳng cấp và khát vọng hoàn cải của nhân dân, mà còn nói về cái lẽ thăng trầm ở đời. Làm dân rất ít khi thất thế. Chứ đã làm vua, thì thật khó tránh khỏi cái họa thất thế. Vua càng lớn, sự thất thế càng khủng khiếp. Ông vua mạnh thất thế vào ngày rằm tháng 3 năm Tân Mùi 1991, lúc ấy vào tầm 7 giờ sáng. Tai họa bắt đầu từ chiếc xe con. Vua ngày xưa đi kiệu và xe tứ mã, còn vua bây giờ cưỡi Mercedes, Toyota, Peugeot. Vua mạnh thích một loại xe tốc độ và dã chiến hơn, u -át. Ông vua nào cũng có rất lắm chuyện bí mật, nhất là trong vi hành, vua mạnh cũng thế. Những chuyến vi hành ban đêm của anh quả thật không nên để cho một ai biết ngoài chính anh. Thế là Mạnh bèn mày mò tự học lái xe. Một đêm xuân dạo rực, Mạnh đánh xe đi đâu đó và mãi sáng hôm sau mới trở về. Xe đang bòn tốc độ 70 km một giờ, thì một em bé từ ngõ phố chạy vụt ra. Tài lái của Mạnh nhoàng sang trái, chiếc u UH đâm sầm vào một quán phở sáng, làm bốn người chết và 10 người bị thương nặng vua mạnh sợ mất vía bỏ xe chạy trốn biệt tâm để một mình the dơ đầu chịu báng đồ la vàng bạc dốc ra hết cả tòa biệt thự lộng lẫy cùng bao đồ gia đình đắt tiền cũng lần lượt đội nón ra đi chăm sóc đền bù cho những người bị thương bồi thường cho thân nhân những người thiệt mạng chạy vậy để chồng không phải vào tù những việc ấy tiêu hết cả một núi tiền khi đã yên ổn mọi bề ông chồng quý hóa của the mới lò dò trở về mặt hốc hác đen nhẻm như con quỷ đói vốn hết cơ nghiệp không còn giờ sống bằng gì the dựng lều mở quán cơm bình dân quán của the giặt những món quê cá rô rán canh cua dưa chua rau sống và một món đặc sắc ít ai có cả tiến nhờ the nấu khéo làm khéo lại bán rẻ nên quán lúc nào cũng đông nghịt khách và the đang từng bước gây dựng lại cơ nghiệp khi tôi viết bài này the đã xây dựng được ngôi nhà mới xinh xắn mới sắm xe máy tivi màu tủ lạnh tôi ngồi vào bàn ăn và gọi món cà tiến the thần thoát thái cà trao cho tôi tôi ăn thật chậm từng miếng cà màu hổ phách trong như thạch ngọt thơm đậm đà hương quê chào chả trách mà ngày xưa vua chú ăn cả quán làm ăn khá chứ chị the cũng được anh ạ em đang cố gây dựng cho nhà em chút vốn để anh ấy tiếp tục kinh doanh bất động sản. Thè vừa bán cơm, vừa tiếp chuyện tôi. Còn ông vua ao đang lối hối giúp vợ rửa rau sống và dọn bát phía sau nhà. Hết. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chuyện ngắn tiếp theo. Người đẹp mang bí danh bập bùng. Tôi biết một người đàn bà xinh đẹp, vừa là nhà doanh nghiệp, vừa là nữ vận động viên Việt dã Sao anh cứ xoáy mãi vào nỗi bất hạnh của em? Bài học đau đớn của một người thường có ích cho nhiều người. Hóa ra em là vật hy sinh. <laughs> Thì đã sao? Mọi sự hy sinh đều cao cả và đời ai cũng từng phải hy sinh trừ những kẻ đại ích kỷ. Thôi không tranh luận nữa. Anh viết đi. Viết sự thật 100% nhưng anh phải đặt cho em một bí danh. Đừng viết tên thật. Và ngay tức khắc tôi đã đặt bí danh cho cô Bập Bùng. Bạn đọc thân mến, nhân vật chính của các bạn đấy bập bùng. Người đàn bà đã duyệt, đã gật đầu và mỉm cười. Phần 1. Hai người Trong hàng núi chỉ có hai người. Chàng, một chiến sĩ giải phóng bị thương nặng, lết vào đây để tránh sự vây giáp lùng sục của quân thù Và nàng, một cô thanh niên xung phong đi hái măng rừng, bị lũ ngàn cuốn giặt về đây. Hai người, hai thế giới, nhưng chung một hoàn cảnh lâm nạn và chung một cái hang. Nàng đã có nơi chạm ngõ ở quê, nhưng đó là sự chạm ngõ do ba mẹ ép buộc vì thế nàng trốn đi thanh niên xung phong chàng đã có vợ một hôn nhân không tình yêu bố mẹ chàng cưới vợ cho cậu con trai vội vã trước khi nó đi bộ đội để ở nhà có thêm lao động trong hàng nàng mai chất cặp tóc mổ vết thương cho chàng và đem mò vào rừng kiếm củ mài củ chụp mang về hang nuôi chàng chàng dạy nàng học văn hóa những dòng chữ viết bằng than thức dậy lịch sử cả một nền nhân văn rồi họ yêu nhau và chịu khổ sở vì tình yêu ấy. Biết bao lần nàng chỉ muốn áp đôi môi nóng bỏng vào môi chàng, nhưng nàng phải tự kiềm chế, bởi vì dẫu sao mình cũng đã hứa hôn. Hàng trăm lần chàng những muốn nắm tay cái cổ tay tròn trắng đầy sức sống kia và kéo ấp xuống, nhưng chàng lại tát vào mặt mình. Đổ hư đốn, mày là trai đã có vợ. Trong hàng, họ sống với nhau thật lạ lùng. Cái giả cứ lấn nát cái thật. Đêm, Người nàng nóng gian vì khao khát, nàng lấn đến bên chàng, em rét quá. Chàng giang rộng vòng tay, nhưng chưa kịp ôm, đã nghe nàng cằn nhằn, khiếp anh hôi quá, cú còn phải gọi bằng cụ. Rồi nàng lại gần cái xó riêng của mình để khóc thầm và chăn trở thâu đêm không ngủ. Hai người cứ phải tự chiến đấu mãi như thế để bảo vệ một tình yêu không có thật ở hậu phương. Cho đến khi đơn vị tìm thấy hai người, họ vẫn chưa hề vượt qua cái barrier đạo lý cũ. Đấy là toàn bộ nội dung một vở kịch của Sĩ Hanh mà chàng và nàng đã sắm vai trong nhiều đêm diễn ở Trường Sơn những năm chống Mỹ. Trong kịch, họ không dám vượt qua barrier, còn ngoài đời thì ngược lại. Sau năm 1975, hai diễn viên ấy đã là một cặp vợ chồng đẹp đôi. Đứa con đầu lòng ra đời đẹp như thiên thần, căn phòng 8 m vuông ở khu tập thể đoàn văn công bừa bộn những tạ lót và ở Mỹ tiếng khóc trẻ con. Bà Bùng không thể bồng con đi theo đoàn văn công lưu diễn mãi ở các tỉnh xa, đành xin một chân nuôi dạy trẻ ở Hà Nội. Còn chàng thì bây giờ chuyên đóng các vai phụ, vì chàng chỉ thích hợp với các vai bộ đội, mà sau chiến tranh, vai bộ đội trên sân khấu cứ bé dần, mờ nhạt dần. Trong vở tấm cám, chàng sắm vai con gà trống, nhảy lên thành giếng gáy ỏ ó o. Mách bảo cô tấm biết mụ gì kẻ của cô chôn xương con bóng ở đâu. Thoại Khanh, Châu Tuấn, chàng đóng vai quỷ sứ từ rừng đen nhào ra, móc mất Thoại Khanh, rồi lại phi ngay vào sau cánh gà, đeo dâu, chống gậy, sắm vai khác, ông bột hiền từ đến cứu Toại Khanh. Chàng không là quỷ sứ hẳn để buộc người ta phải cống nạp, không là bột thật để người ta dâng oản, cũng không là gà thật để người ta cho thóc. Chàng chỉ sắm vai thôi, lại là vai phụ, nên thu nhập ít và nghèo. Ông bố bà mẹ nào cũng có thể chịu được được cái nghèo, song họ thật sự bối rối khi tự hỏi, mai sau con cái chúng ta sẽ sống như thế nào nếu bố mẹ chúng cứ nghèo xác sơ như thế này. Và bà Bồng đã chặn con đường đi buôn. Khổ nỗi là nàng không có vốn. Đầu vị của nghề buôn là vốn. Đến một chỉ cũng không có trong tay thì buôn bán nỗi gì. Với các nhà doanh nghiệp nước ngoài không có vốn là hết giấc mơ đi buôn. Nhưng với người Việt Nam thì khác hẳn không có vốn vẫn có thể buôn được giải pháp hữu hiệu nhất là đi lao động ở nước ngoài, nơi vừa có thể tạo ra vốn, lại vừa có môi trường tốt để buôn. Như vậy đó, bà Bồng đã biết đơn đi lao động ở Đức. Bồi liên hoan chia tay thật vui vẻ, dân văn nghệ vốn hay tiếu táo và bạo miệng, chẳng biết ai đó đã nghêu ngao ngâm sồng. Có vợ mà cho đi Tây, nhưng mang xe cúp để ngay bờ hồ. Tất cả cười vang, mặc kệ đi, cứ đi. Phần 2 16.000 đô la và liều thuốc độc. Đi, đi, đi. Những ngày đó trong tâm trí của bà Bụng chỉ vang lên có mỗi một từ đi. Tình cảnh của hai người buộc nàng phải ra đi để cứu nhà. Chàng cũng không mấy băn khoăn. Làm sao phải băn khoăn khi hai người đã từng có một tình yêu đẹp, những vai diễn đẹp và một đứa con đẹp đến nhường ấy. Bất hạnh là người không được ai tin, song bất hạnh nhất là người không tin vào ai. Một câu độc thoại nội tâm trong một vai diễn từ lâu lắm chẳng vẫn nhớ và tâm niệm. Hai người hối hả lo cho chuyến đi. Nàng đi học tiếng Đức lớp cấp tốc 20.000 đồng một giờ. Chàng chạy đi vay vốn cho vợ. Vay bất kỳ ai có thể vay được và với bất cứ hình thức nào. Kể cả những chiếc sim sơn đang trong thì tương lai cũng được mang ra bán. Tiếng Việt ta thật lạ lùng. Bán xe máy hẳn hoi, mà cứ gọi là bán lúa non. Hai tháng ba lá thư, có tháng hai lá, những lá thư từ Berlin bay về với chàng tràn trề chữ yêu và những cái hôn. Sau những cái hôn đến những cái chàng nhận từ cảng Hải Phòng về. Một hòm, hai hòm, đời sống của hai bố con ở bên này khá hẳn lên. Chàng béo trắng và trẻ ra trông thấy. Khi không còn phải lo miếng ăn, nhà nghệ sĩ rất dễ lạc quan người ta thấy chàng bỗng chê không đóng các vai phụ với vẻ phất lờ các đêm diễn tay đút túi quần bò huyết sáo miệng và nghêu ngao hát từ bên em đưa sang bên anh những chuyến hàng nối nhau về nước như tình yêu nối dài vô tận ôi hàng tây quý hơn hàng ta hợp đồng của nàng ký với nước bạn đức 5 năm chào năm năm ấy là bấy nhiêu hàng nghĩ mà sướng nhưng tình hình đông âu vỡ bùng ra Mới kỷ niệm ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít hôm trước, hôm sau người ta đã đập nát bức tường Berlin, mang bán thành từng mảnh nhỏ cho các viện bảo tàng, khách du lịch, nhà sưu tập hiếu kỳ. Ở bên này, chàng phấp phòng đọc từng dòng thời sự trên tờ Nhật Báo, lo, sợ và tiếc của. Nhưng cái số của họ thật hên. Thủ tướng Helmut Kohl tuyên bố sẽ thanh toán trước tất cả tiền lương cho những người lao động Việt Nam ở Cộng hòa Dân Chủ Đức bà bồng về nước sau 16 tháng làm việc ở Đức, kéo theo cơn mưa vàng từ phía trời Tây. Trong vali của nàng có 16.000 đô. Cái nghèo đã bị bà bồng đuổi ra khỏi ngõ. Một ông bạn láng giềng hỏi chàng, bà xã mang về nước được bao nhiêu? 16.000 đô, chàng thật thà đáp. Tiền đâu ra mà nhiều thế nhỉ? Câu hỏi vô tình khiến chàng ngồi thờ ra một hồi lâu Và chàng thở dài, tiếng thở dài khủng khiếp làm toàn thân chàng rung lên dữ dội. Câu hát bâng cô ngày chia tay bỗng ập về. Có vợ mà cho đi Tây. Tiền đâu mà nhiều thế. Không biết bao lần chàng đã thầm hỏi như vậy. Chàng còn đồ tình táo để không chất vấn vợ. Nhờ người ta mà mình có miếng ăn tử tế thì chất vấn cái nỗi gì. Nhưng chàng không thể không tự hỏi về khoản thu nhập quá trội của nàng. Tiền đâu nhiều thế. Câu hỏi ấy chính là liều thuốc độc thực sự âm ỉ, giết dần, giết mòn hạnh phúc của hai người. Cả hai người rất nhạy cảm, quá nhạy cảm, tai họa là ở chỗ đó. Không ai nói với ai, nhưng họ thừa biết điều gì đã xảy ra. Những bữa cơm đầy cá, thịt, biên lon, rượu tây, âm thầm và nhạt thích. Hai người lảng tránh ánh mắt của nhau, họ cố nghĩ ra những câu thật tế nhị để nói với nhau. Những câu nói của họ vô hồn và chưa nói hết câu đã thấy ngượng ngùng vì sự giả dối. Không khí ngột ngạt quá chừng, bập bùng buồn dầu kể phải kiếm việc mà làm cho khuây khỏa, nếu không thì chết mất. Nhưng làm gì? Xin việc ở đâu? Trong khi người hợp tác lao động kéo về đông đến thế. Thôi, sẵn có vốn thì kinh doanh vậy. Em nghĩ thế, chỉ mới nghĩ thôi, chứ chưa biết kinh doanh cái gì. Yêu cầu bức xúc nhất của em là phải có việc gì đó mà làm cho hết một ngày. Em sợ sự nhàn rỗi. Cứ nhàn rỗi là cái đầu lại nghĩ về không khí gia đình và những câu nói khủng khiếp như quả bom nổ chậm lúc nào cũng có thể bật ra khỏi miệng. Phần 3 Đồng đô la chảy nước Chị ở Đức Thấy đá chẳng là gì cả Còn ở ta đá là vàng Không có đá các cửa hàng dài khát phải đóng cửa Không có đá ngành thực phẩm đông lạnh lao đao Người ta sống cần đá đã đành Chết cũng cần đá Tuần trước có nhà văn lão thành qua đời Đúng lúc buồng ướp xác của bệnh viện Việt Sô bị hỏng Vì ông là nhà văn lão thành Nên không thể mang đi nghĩa trang ngay được Mà phải quản ở hội trường 3 ngày Cho bạn hữu khách khứ đến viếng Thế là phải khuân đá về. Cứ 6 tiếng phải thay đá một lần, mỗi lần 8 cây. Chết như thế, thật quá mát mẻ. Mùa hè ở ta không thể thiếu đá. Vì thế đã có không ít người giàu to nhờ đá. Có một công nghệ có thể biến nước lã thành vàng, ấy là công nghệ điện lạnh. Dường như cảm thấy mình đã ba hoa quá nhiều, anh chàng kỹ sư điện lạnh không mở máy nữa, nhưng phần cho trí tưởng tượng mênh mông của bập bùng chỉ hình dung trước mắt một cái sườn đá rộng rãi khang trang tiếng máy chạy lao sao mấy đứa em chồng cả em ruột lẫn em họ xa gần tiếu tít đi lại trong máy bán hàng bọn trẻ con trong phố đi học về chạy ùa vào sườn mỗi đứa vác một cục đá tướng gặm xoa lên cổ mặt cười hớn hở hờ cả những chiếc răng sứt mẻ rồi mình sẽ phải mua một cái két sắt và két lúc nào cũng đầy tiền mình sẽ may cho mẹ chiếc áo dài nhung và biếu cụ hẳn một cái sổ tiết kiệm cỡ vài chục triệu. Mấy cô em chồng sẽ có mỗi đứa một cái cúp đi học, đi làm. Chào ơi! Hẳn lúc ấy, chúng sẽ quý chị dâu lắm lắm. 500 ngàn đồng một tấn đá, hai tấn đá là một triệu, ai bảo không giàu. Người làm ra tiền thì khó, chứ tiền làm ra tiền thật dễ lắm thay. Không có trí tưởng tượng không thể thành nghệ sĩ, bập bông vốn là nghệ sĩ, trí tưởng tượng của chị hơi dư thừa. Và sừng đã ra đời còn to hơn cả trong giấc mơ của chị. Ngôi nhà sườn kiều tiệp, cao rộng giá 120 triệu đồng, 6 cỗ máy làm đá, mỗi cái 600 đô la, và đường điện ba pha, thùng xốp to nhỏ, máy làm đá của chị lại là toàn loại máy hai lốc Mỹ mới cứng, nên cây đá làm ra rất già dặn, trong suốt như pha lê. Những đầu vào thì to, mà đầu ra thì bé. Những cây đá mập mạp nằm chết dí trong sườn, đá bán buôn rất khó vì các xí nghiệp đông lạnh giờ sản xuất theo lối khép kín họ tự làm lấy đá đầu ra của chị chủ yếu là bán lẻ từng phích cho các quán nước những tờ đô la sột soạt giờ biến thành những cái đồng bạc lẻ nhàu nát và đẫm mùi mồ hôi trong xưởng đá xếp hàng đứng trang nghiêm như đội kiêu binh càng đứng lâu cây đá càng lùn dần nhỏ dần rồi biến mất những đồng đô la lặng lẽ biến thành nước sáu cỗ máy phải bán tống bán tháo đi khi mua sáu tờ mỗi cái khi bán khách trả mỗi chiếc ba tờ rưỡi ba tờ còn cái nhà xưởng thì tận bây giờ khi tôi viết những dòng này vẫn đứng nguyên chỗ cũ nhiều người trả quá rẻ không bán được vài ông khách trả được giá lại đi đâu biệt tâm phần 4 bộ phim cực kỳ Bà bùng vào đầu câu chuyện hơi bất ngờ. Ngày mai em 20 tuổi. Bịa, em mà 20, 20 nhân 2 thì có. Không phải em, cô gái trong phim cơ. Ngày mai em 20 tuổi, cô gái ấy đẹp như hoa hậu, rất đẹp và bất hạnh. Bố cô ta bị mù bẩm sinh. Người mù bẩm sinh khó có thể có sinh ra được đứa con sáng mắt, di truyền mà. Ngày cô chào đời, bác sĩ đã soi đáy mắt của cô và nói chắc như đinh đóng cột lim đúng 20 tuổi, cháu sẽ bị mù. Ngày mai em 20 tuổi, nghĩa là quỹ ánh sáng của cô chỉ còn có một ngày. Một nỗi bất hạnh khủng khiếp lại có thể tính đếm được từng giờ, từng phút. Còn 7 giờ nữa, còn 5 giờ nữa, 29 phút nữa. Đại thể như thế. Mẹ cô thời sinh viên vốn là một hoa khôi của trường đại học. Bà lấy chồng không phải vì tình mà vì tiền trong bà tuy mù nhưng lại là giám đốc một công ty tư doanh. Vàng đã kéo bà ngã vào tay ông mù đặc ấy. Thế đó, trong bảng tuần hoàn Mendeleev, vàng là thứ kim loại có trọng lượng riêng lớn nhất. Đúng không anh? Càng gần tới giờ sinh nhật, cô gái càng tuyệt vọng vì đau khổ. Cô bỗng trở nên hung dữ và khắc nghiệt. Cô nguyện rùa thứ tình yêu chụp giật của bố mẹ cô. Cô lên án những kẻ đã đặt bố cô vào cái ghế giám đốc công ty. Cô lên án cả cái việc sinh ra cô trên cõi đời này. Hai bố con đấu khẩu. Sao ông mù còn đòi làm bố người ta? Cầm mồm, cô có thể quên cả công ơn sinh thành à? Tội sinh thành, với ông phải nói thế cơ. Ông để ra tôi, ấy là một tội. Ông tưởng cứ có tiền là có thể làm bố được đấy chắc. Không đâu, ông không bao giờ có con cả. Và để chứng minh điều này, cô gái ấy đã cầm dao tự đâm vào tim mình. Chúng em định làm một phim như thế, anh thấy có cực kỳ không? Cực kỳ, nhưng chúng em là ai? Ba người cùng hôn vốn là một bộ phim, mỗi đứa góp 10.000 đô. Đắt thế, Tôi tưởng một bộ phim chỉ khoảng trăm triệu thôi chứ. Anh lạc hậu rồi. Sau sự kiện thống nhất nước Đức, phim Walk All không còn nữa. Bây giờ phải quay phim Cô Đắc đắt gấp rưỡi Walk All. Mấy tháng sau, tôi gặp bà Bùng ở Sài Gòn. Trông chị già đi đến mấy tuổi, gầy như xác ve, cặp mắt đầy lo lắng. Chị bán hết phim chưa? Tôi hỏi. Chị bán được có mỗi một bản. Cả ông bên chiếu bóng chê, phim không hấp dẫn. Vừa đọc tên phim, cả ông ấy đã lắc đầu rồi. Ngày mai em 20 tuổi, sao lại là tên dở hơi thế? Lệnh truy nã, truyền tình bên dòng sông, hiệp khách lang thang. Những tên phim như thế còn chẳng bán được vé nữa là. Lại nữa, các cảnh quay không tươi mát, không dao găm súng lục. Bập bông thở dài tiếp. Thế là 10.000 đô đi tông. Trong cuộc chạy đua để làm giàu, không ai vất vả như em. Chạy từ đông sang tây, từ nghề này qua nghề khác. Quá là vận động viên Việt dã Vậy mà nghèo vẫn hoàn nghèo, Chị đột ngột im lặng ủ rũ, nhưng đôi mắt chị vẫn luôn bắn ra những tia sáng. Nhìn những ánh mắt ấy, tôi biết chị chưa chịu bó tay. Hẳn chị còn những dự định mới ở trong đầu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết ba truyện ngắn rất hay. Và rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc